Dạ, Trang xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Út Nhỏ Miền Tây. Hello cả nhà. Hôm nay thì cha con đi xuống chợ mua đồ qua phụ mộ cha mẹ ruột cả nhà ơi. Tại vì thường hàng năm Tết ông bà xưa Tết là phải phụ mộ, như mình sang chữa, mình sống sao thác vậy, sống nhờ cái nhà thác, nhờ cái mộ hay cả nhà. Phải trang lợi cho độ dạ. Bây giờ thì mấy cho con mình đi, mấy cho con mình đi xuống chợ mua bánh, mua voi hết cha, mua xi măng trắng. Nay có anh Việt nữa, mấy anh em mình cùng đi qua phủi mộ ông nội với bà nội luôn. Thì cha con cũng tới địa điểm chờ cả nhà ơi. Đây là bông chuẩn bị bán Tết xuân sắp tới à. Ôi đẹp quá cha ơi. Thì năm nào cũng vậy. Ở đây thì địa điểm chỗ này thì năm nào cũng mở vườn bông hen cả nhà. Rồi bây giờ cha con đi mua bông, mua bánh đồ về, mua bánh về phủi mộ. Đi chơi. Đây. Mấy cha con mình mua mấy cái bông này nè. Đây, hồi về phủi mộ ông nội với bà nội. Cha con mua 4 bó rồi, đủ chưa? 4 bó hả? Dạ. Được rồi. Dạ đó. Rồi 4 bó được rồi. Quấn vào đây. Đây mình chia chung. Quấn lại cho em đi chị ơi. Chia ra ly á. Dạ. Giờ này mấy cha con mình đi chợ nhưng mà nhà cũng chợ nên là nó vắng hết rồi, không có đông. Giờ mua bông xong rồi cha cầm đi, con mua bánh ra tiệm ngoài tập quá em. Mua dưa hấu nè. Mua dưa hấu hả cha? Trái dưa hấu bự bự đó. Dưa hấu cầm ơi nó chậm nó bên này dịch bệnh khó khăn khô mực ngon quá rồi đấy. Dạ. Này mình thử nè. Dạ. Hấu bánh thử nè. Dạ thì mình cùng nhậu rồi đó anh hai. Ngon lắm rồi đấy. Có tiền lẻ không anh? Dạ không. Nè cầm giùm con đó chứ. Dạ không. Hai ba thứ được cha, cái đen đen á cha. Rồi bây giờ mấy cha con mình cũng mua bánh xong rồi. Bánh quá bánh luôn cha ơi. Rồi còn mua xi măng. Dạ. Thank you.
mấy cha con mình tới nhà nội rồi cả nhà. Ôi cái cầu đẹp quá cha. Cha con mình vừa tới cả nhà ơi. Quay cả nhà xem cây cầu mới cắt lại, cầu ngang nhà của mẹ của Út Bất. Wow, đẹp quá luôn cha. Cầu đẹp ha. Cô sáu mới qua quay. Dạ thưa cô sáu mới qua. Cô qua sao ơi? Này là cô sáu. Dạ. Lấy là ba bốn cái ly gì đó rồi cắt cái để bông ly cái ly nhỏ này nè. Chú cho mình đợi chú. Ba bông. Ba bông sáu bông. Nè cái ly này nè. Ly chồng lấy thêm cái ly nữa. Nè. Ủa là mình cắt cái bông không hả sao mà mình dựng à. Lên hả? À, cắt bông không à, một bông gì nè, để vô cái ly. Đặng đem ra mộ. Rồi đem ra đây, đem mấy ly ra đây. À, cái gì mình linh tình dữ vậy? Rồi lấy chĩa sắp bát. Quên nắm phải ra thôi. Tiên cô không chào hả? Tiên cô quá ê. Dạ. Chuẩn bị đám cưới, chuẩn bị gả con á. Thôi bỏ ngoài không nha. Đây là Duy cháu ruột con rồi chị Sáu. Chị ơi. Đó. Chị. Rồi bữa ra chị em lại đặng mà làm đặng mai hết phần cái cầu. Cậu mới vừa quay với bên nhà. Ngày mai phải không? Ngày mai bữa nào phải nấu rồi chuẩn bị chưa? Nấu bà nấu tiếp luôn ha. Nó có ai có cầm điện thoại nha. Nó có điện thoại, nó có ma lắm chị á. Có giảm dữ hả? Ông nội bà nội. Cha đây của bà mẹ. Đây là anh thứ tư thì truyền thống năm nào cũng tới xuân về là phải phủi mộ cả nhà ơi. Nay là phủi nhà bà con của ngày 20, 21, 22 nhưng bữa nay mình phủi đúng ngày đi mình cho ông nội bà nội ăn tết chơi. Chắc luôn á. Hồi nãy hồi giờ quết cái đầu thôi cái đít bỏ ai. Thịt cái đây cho ớt ai. Hồi hồi mẹ con mới 3 ký à. Cũng được. Đó, một ký dữ lắm. Ủa ngoài ngoài lẫn không rồi con nghe 3 ký luôn 1 ký không biết. 4 ký. Còn cái này thì mọi người hơn khoảng biết cô ta. Cái cho có này rồi. Tại ba em. Quá trước mà sao rồi tội thế. Quét đằng qua quét cho có ra là đi vô nhà nội là loại qua bên loại thẳng bên đây là tới luôn, nếu mà mình đi đường đồng mà đi qua bển là tới nhà mình á. Cha em á, anh chỉ cho em qua đây mua xi măng không có, thì cho em qua chợ đợi nửa tiếng luôn cho chạy thay không biết luôn, ba chị em đứng đợi. Cha chạy tới bảy vô cao lận á. Thank you.
rửa vậy là xong hả cha? Không, cái này thì đã bình thường hết nha. Mình không có quét vôi. Dạ. Quét sạch rồi cũng là xong đó. Thì sạch rồi. Xuống về là trang trí cha mẹ rồi. Về ăn Tết xin vậy rồi. Trước khi mình cử mộ á, mình trình cử hiền trước ăn bánh mì cho nhà, để cử hiền rồi mới ra chào mẹ. Giá trung tâm ha. Bây giờ mình tới đi ra mộ. Đi ra mộ. Dạ. Gia đình em đó nha, thì bà con thì mua cá lóc nướng, mua thịt, mua thà nhậu, còn phần gia đình nấu ốc ở đây thì chỉ cúng bánh nước em. Yeah.
té thế bà nội. Chị cha giấy rồi đó. Còn giấy rồi đó cũng trước rồi chị Sáu rồi sao cha giấy. Tất tư thì đứng đây xá xá rồi rồi. Cái bản mồi. Rồi sáng có mua bằng dưa hấu mà hôm nãy trà rửa lu bu quá cả nhà, còn giờ mình đem sao mới cúng mà. Thì được lệ cái phong tục ở đây thì tùy theo bà con. Có ai thì có chi cũng lấy nhà mua bánh, mua bắp đó, mua dưa vậy cũng vui vẻ trong cái ông bà đồ cũng trong cái cuộc Tết đó. Có cái mộ của bác Tư dưới một xíu đợi nắng khô rồi mình nắng quét khô vậy cái này đá qua cương không mình khỏi nè con. Dạ. Còn phần của bác Tư con thì phải quét vô bột. Có cây dừa sát bên mộ ông nội luôn. Mời cả nhà uống dừa cả nhà. Thiên về uống nước dừa cho mát mẻ ha. Nhưng mà trái dừa này thủ phạm là ai? Đây cháu Việt à. Cháu Việt lột trái dừa cả nhà. Không biết lột bằng cái gì ha. Lột bằng răng. Lột bằng răng chơi. Quá ngọt. Tiên luôn quá ngọt. Bây giờ cũng đã xong rồi cả nhà, mời cả nhà dùng bánh với cha con chú cháu. Còn cái phần mã của anh thứ tư có lấy củ không? Thì chờ khô rồi mới quét xi măng trắng nha cả nhà. Cháu lại chỉ kêu nó quét. Đó mình do đó ba của ba cái gì mai mai ba còn cái gì? Dừa dừa thơm dứa lắm luôn anh. Kế bên luôn nè. Chết thơm lấy dứa luôn. Uống đi. Uống hút ra. Nè điện thoại nha, có gì vậy? Em chặt cho. Nó còn bên đó không? Anh múc bánh vô. Múc nhà. Bà chơi. Đi chơi chơi. Cơm mà chạy bánh. Chỗ này hơi hẹp nha cả nhà nên là quay nó cũng hạn chế. Không rồi.
nấu rồi con. Sao đã chốt nó về rồi? Đây. Chốt. Lấy miệng luôn. Em ba mới về. Ngày nào cũng ngóc mũi đâu mà em buông. Ủa con gì hết mà chặt ngang ngóc hay nổi. Trời ơi. Chưa có đối thủ ở đây rồi đó. Rồi là banh là nấu nơi đó giờ có đối thủ đâu. Ai cũng mạnh trong mình đến chiều vợ cái đấu gặp đối thủ. Ba ly đi trốn mất tiêu rồi. Uống xong ngủ mất tiêu rồi thích chịu tổng hồn uống nữa chịu sao mất. Cũng không biết. Dạ con chú cháu đã dùng bánh cũng tạm xong cả nhà ơi. Hẹn cả nhà bây giờ sau. Chào tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà luôn nha.